Đây là hải sâm khô thì được bên em nhập trực tiếp từ biển Liêu Ninh của Trung Quốc. Tức là ở bên Trung họ sẽ quy ra cái con hải sâm này ở tỉnh nào là tốt nhất, ở biển nào là ngon nhất, chứa nhiều dinh dưỡng nhất. Tức là họ rất quan tâm về cái thành phần, cái hàm lượng dinh dưỡng ấy. Thì đây, đây là một con hải sâm khô đã được làm sạch, loại bỏ toàn bộ ruột rồi và chỉ còn cái thịt hải sâm như thế này thôi. Bên em có hai loại, VIP 1 và VIP 2. Hải sâm có tác dụng là thúc đẩy quá trình tổng hợp tế bào máu, ngăn ngừa và điều trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt. Tức là những ai mà bị tình trạng thiếu máu hay hoa mắt chóng mặt hoặc là cái hồng cầu ít, ăn cái con này rất là ok mà không cần phải uống thuốc. Thứ hai là có tác dụng chống đông máu, trì hoãn lão hóa, ức chế sự phát triển của tế bào khối u. Tức là khi ăn cái này nhá, nó còn có khả năng gì ạ? Những ai mà đang bị u nhỏ ra, nó giúp teo lại và nó làm cho không phát triển nữa. Thứ ba là có tác dụng là kéo dài tuổi thọ, loại bỏ mệt mỏi, ngăn ngừa và điều trị lão hóa và làm đẹp da. Táo bón cũng có thể sử dụng được, những bác mà bị gì ạ? Bị hư thận dương sử dụng được. Những người hay tay chân lạnh này, cơ thể lạnh này, cơ thể ớn lạnh này, ăn cái con này cực kỳ tốt.